Xin chào tất cả mọi người. Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là những nguyên nhân máy giặt không giặt và cách xử lý máy giặt không giặt ở những tình trạng như sau. Trước khi đến là cách xử lý thì tôi phải muốn nói cho các bạn là các nguyên nhân trước, đúng không ạ? Nó không có nhiều cái thực tế để hướng dẫn cho các bạn từng tình trạng, từng nguyên nhân, nhưng mà ở những trường hợp không giặt thì nó có những nguyên nhân như sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình trước đây nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình thì khi các bạn đăng ký kênh rồi thì các bạn mình sẽ hướng dẫn tiếp nào. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là nguyên nhân máy giặt không giặt. Đầu tiên là mình sẽ liệt kê cho các bạn là những nguyên nhân như sau dẫn đến tình trạng máy giặt không giặt. Đầu tiên là các bạn ấn nguồn, ấn start, máy vẫn guồng, đúng không? Máy mà vẫn guồng thì mà vẫn xong rồi cấp nước vào, nước cứ cấp tràn lòng thôi, không giặt. Đấy là một nguyên nhân. Thì nếu mà để kiểm tra tình trạng, mình sẽ nói từng bạn một luôn cho nó thực tế nhất. Nếu các bạn để ý nước cấp tràn lòng ở máy giặt, chẳng hạn như đây là chiếc máy giặt Samsung các bạn nhé, thì nước cấp tràn lòng ở máy giặt thì các bạn nên kiểm tra như sau. Các bạn kiểm tra van áp lực, các bạn hãy tháo van áp lực ra. Đây là chiếc van áp lực nhé, các bạn để ý này, đây chiếc van áp lực rồi. Đây là ống van áp lực ở bên dưới. Đây mình sẽ quay cao hơn, quay thấp xuống cho các bạn xem. Đấy, nhìn thấy chưa? Xem nhìn thấy chưa? Đây rồi. Thấp tí nữa. Đây, đây là chỗ mà ống áp lực, các bạn để ý này. Nếu mà các bạn để ý nhé, nếu nước vào van áp lực mà nước chảy vào nhưng nó cứ tràn, thậm chí là tràn chảy ra ngoài, không phải là tràn chảy ra ngoài sàn, mà chảy ra ngoài sàn không phải do van áp lực đâu, mà có thể là do tuột. Đấy, cái trường hợp mà nước cấp tràn thì các bạn để ý là có thể do tràn, cho có thể do tuột đầu ống áp lực này các bạn nhé, hoặc là chuột cắn, hoặc là chuột nó cắn các đầu cái đầu ống áp lực này, nó làm cho dò nước ra ngoài thì nó không đẩy được áp lực, nó không báo được áp lực nước lên cái van cấp này, các bạn để ý này. Đấy, nó không báo được lên đây, nước nó sẽ tràn ở dưới, nước nó sẽ tràn các bạn nhé, nước nó không báo lên. Đấy, đấy là trường hợp là nước cấp tràn. Thì nước cấp tràn các bạn chỉ xử lý một cách đơn giản như thế là các bạn tháo van áp lực ra và các bạn dùng mồm các bạn đẩy nhẹ, thổi nhẹ. Các bạn nên nhớ là đẩy nhẹ thôi nhé, đừng đẩy mạnh. Nếu mà nước vẫn giặt bình thường, máy nó vẫn giặt bình thường thì là không phải là do hỏng gì cả, mà chỉ là do tuột van áp lực. Đấy là trường hợp nước cấp tràn ra sàn, các bạn thấy nước nó chảy tràn ra mà mở máy không giặt, cứ cấp. Đấy, như thế là nó rất tốn nước mà nó máy không hoạt động. Ở trường hợp thứ hai là nước khi báo cấp nước, khi nước cấp vào một phát mà nước máy không giặt thì các bạn có thể không giặt, nó có do nhiều nguyên nhân đấy. Đang giặt ngang chừng nó bị này, ở những chương trình nào bị các bạn phải xác định cho mình là từng chương trình bị một. Không giặt nó rất nhiều nguyên nhân, cho nên là mình chỉ đại khái cho các bạn một số nguyên nhân chính có thể xảy ra thôi nhé. Đấy, đầu tiên là các bạn là khi nước cấp vào phát báo lỗi luôn thì là do van áp lực này, các bạn nên kiểm tra van áp lực này và mạch điện này. Ở tiếp theo là giặt được khoảng tầm, các bạn không bao giờ các bạn để ý là giặt đến chương trình nào đâu. Nếu các bạn để ý một chút thì giặt đến chương trình nào bị thì các bạn xử lý tốt hơn. Nhưng đây là mình sẽ nói là chẳng hạn như là giặt được tầm khoảng 20 phút đi, 18 đến 20 phút thì bắt đầu máy báo lỗi. Thì ở chương trình như thế thì các bạn nên kiểm tra cho mình cái van xả ở bên dưới. Ở bên dưới là có cái van xả. Đấy các bạn đây này, mình sẽ đưa cho các bạn xem. Ở dưới này có cái van xả ở góc này, thì các bạn kiểm tra xem là kiểm tra nó ở chương trình xả nước ấy, nó không có thể không xả nước ra mà nước vẫn nứa bên trong và máy dừng không hoạt động nữa. Đấy là ở chương trình thứ hai là nó không giặt là khoảng 18 đến 20 phút. Ở chương trình ở cái chế độ 18 đến 20 phút nó còn cần phải kiểm tra một bước nữa, đó chính là công tắc cánh cửa. Đây, công tắc cánh cửa thông thường thì nó sẽ nằm ở vị trí công tắc cánh cửa này. Đấy, khi các bạn nhấc lên như thế này thì nó sẽ không vắt, mà nó không vắt thì nó sẽ bị ngắt chương trình ngang chừng. Các bạn lưu ý là
Máy giặt nó sẽ có 3 chế độ, 3 cấp nước, 3 xả, 3 cấp nước, 3 giặt, 3 xả nước đi và 3 chương trình vắt. Thì ở bất kể một chương trình nào bị tắc nghẽn, ở chương trình nào nó bị bó lỗi hoặc bị tắc nghẽn thì nó đều nằm ở những khu vực mà mình đang muốn tư hỗ trợ cho các bạn là cách để kiểm tra nó. Ở chương trình không giặt, các bạn chỉ biết là nó không giặt nhưng các bạn có thể không để ý đến là nó có thể nó không vắt, nó cũng dẫn đến tình trạng là không giặt. Nếu không vắt ở trường hợp đầu tiên nó cũng có thể nó dẫn đến tình trạng không giặt tiếp theo. Thì các bạn phải chú ý như thế giúp mình, có nghĩa là các bạn phải là người theo dõi được chiếc máy giặt của các bạn là đến chương trình nào bị. Nếu cụ thể hơn thì các bạn có thể liên hệ cho mình theo số 0969 756 783. Đấy là chương trình giặt, đấy là ở mức độ là nhiều chương trình nó dẫn đến tình trạng như thế. Còn ở chương trình tiếp theo, chẳng hạn như là máy giặt yếu, chẳng hạn như máy giặt yếu nó không sạch quần áo, thì các bạn hãy chú ý cho mình là máy có thực sự khỏe hay không, hay nó giặt ì ở bên trong lồng ấy. Các bạn phải, quan trọng nhất là các bạn phải theo dõi bệnh, theo dõi tình trạng bệnh. Còn đâu ngày hôm nay mình chỉ nói sơ qua về những tình trạng máy không giặt và cách kiểm tra nó những thứ gì thôi. Còn nếu mà chi tiết hơn thì mình phải ra từng clip một, bởi vì nó sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và rất dài ở một clip mà hướng dẫn nếu ở chế độ không giặt. Đấy các bạn nhé. Còn cụ thể hơn, các bạn không muốn xem các clip tiếp theo của mình thì các bạn có thể liên hệ cho mình theo số 0969 0969 756 783. Còn nếu các bạn có thể lật lại các clip khác trước đây của mình thì nó có từng chế độ một, nó có từng trường hợp một, từng bệnh một các bạn nhé. Mà tương lai mình cũng lại ra tiếp theo những trường hợp tiếp theo, cũng bệnh tiếp theo ở máy giặt. Thì hiện tại thì mình làm clip này là để cho các bạn biết đến là máy giặt không giặt là do những nguyên nhân gì trước, còn những nguyên nhân gì tại làm sao thì các bạn phải xem hết các clip ở bên, các bạn có thể tìm các clip tiếp theo. Máy giặt không giặt là do van xả này, không giặt là do van cấp nước này, không giặt là do tụ này, không giặt là do động cơ này, không giặt là do dây cu loa này, không giặt là do nước cấp tràn này, không giặt là do mạch điện tử này. Thì các bạn hãy lật lại hoặc các bạn chờ đăng ký kênh của mình để chờ các clip. Nếu mình chưa ra kịp các clip thì các bạn có thể chờ các clip tiếp theo để mình hỗ trợ, để các bạn xem cho nó thực tế hơn các bạn nhé. Còn đâu là mình ra thì thực ra là mình cũng không có nhiều thời gian để mình ra một phát hàng loạt clip liên tục trong một ngày cho các bạn được. Mình cũng không thể up được lên như thế, mình cũng còn phải làm việc, mình cũng phải đi sửa cho khách các bạn nhé. Ở Hà Nội thì các bạn có thể là liên hệ để mình đến sửa, mình cho người đến sửa theo số 0969 756 783. Còn ở ngoại tỉnh thì các bạn có thể liên hệ, mình sẽ hỗ trợ các bạn tự sửa ở những nơi mà không có thợ, mình đảm bảo là mình sẽ hướng dẫn để cho các bạn xử lý thành công. Còn nếu không thành công mà liên quan đến mạch điện tử, các bạn cũng có thể là gửi lên Hà Nội cho mình. Thì cách tháo mạch rời ra để làm thì ở những clip khác thì có thể mình chưa ra kịp, nhưng có những clip mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn là cách tháo mạch điện máy giặt ra rồi. Đấy các bạn nhé. Thì là các bạn hãy lưu ý là cách tháo thì các bạn xem lại các cách tháo của từng hãng. Mình có thể là không ra kịp những cái từng hãng một, thì các bạn hãy lưu ý giúp mình là các bạn có thể điện thoại cho mình để mình hỗ trợ cho các bạn cách tháo. Nếu do nguyên nhân mạch điện, do nguyên nhân mạch điện tử thì các bạn có thể liên hệ với mình và gửi về Hà Nội cho mình. Mình sẽ cho người đến gửi ra bến xe, mình sẽ cho người vào lấy. Các bạn lưu ý như thế. Còn hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách xác định là máy, một số nguyên nhân là máy giặt không giặt. Đấy, thì bây giờ các bạn đăng ký kênh giúp mình thì để theo dõi những clip tiếp theo mình sẽ ra cho các bạn nhé. Bây giờ thì thời lượng để mà mình làm những clip ngày hôm nay đã hết. Thì các bạn hãy cố gắng đăng ký kênh để chờ các clip tiếp theo, có thể là sẽ hay hơn, sẽ hỗ trợ cho các bạn chi tiết hơn. Thì để cho các bạn không phụ lòng các bạn mong mỏi những clip khác của mình. Thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình và xem các clip liên quan đến máy giặt, liên quan đến các thay thế, liên quan đến các phụ kiện khác. Các bạn có thể là vào lục một loạt là các bạn cũng có thể thấy được kênh của mình, nó hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Bạn cảm ơn, rất nhiều bạn tương tác là cảm ơn và làm tốt, các bạn đã tự tay xử lý được rồi. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.